họp khẩn ứng phó với tình trạng gần 20 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum. Sáng nay, 19 tháng 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành, chuyên gia để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, Viện Vật lý Địa cầu thông tin, trong sáng ngày 18 tháng 4 đã liên tiếp xảy ra 5 trận động đất trên địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Trận động đất mạnh nhất vào 5 giờ 54 phút 22 giây, giờ GMT, ngày 18 tháng 4 tức 12 giờ 54 phút 22 giây, giờ Hà Nội, ngày 18 tháng 4 một trận động đất có độ lớn 4,5 độ Richter xảy ra, tại vị trí có tọa độ 14,713 độ Vĩ Bắc, 108,468 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Còn trong ngày 17 tháng 4, khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum xảy ra 5 trận động đất liên tục, với các độ lớn từ 2,7 đến 3,0 độ Richter. Ngày 16 tháng 4, khu vực này cũng xảy ra 2 trận động đất. Ngày 15 tháng 4, xảy ra 6 trận động đất, cũng tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, sáng nay, 19 tháng 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các công ty quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đặc biệt là thủy điện Thượng Kon Tum. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Bộ NN và PTNTBOCONGTHUERNGTPDANDIELUCVITNAMBXIDNGVINVTLIDACUVUBN tỉnh Kon Tum, các công ty quản lý công trình thủy điện trên địa bàn Kon Tum, đặc biệt là Thủy điện Thượng Kon Tum. Họp khẩn ứng phó với tình trạng gần 20 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum. Sáng nay, 19 tháng 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành, chuyên gia để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, Viện Vật lý Địa cầu thông tin, trong sáng ngày 18 tháng 4 đã liên tiếp xảy ra 5 trận động đất trên địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Trận động đất mạnh nhất vào 5 giờ 54 phút 22 giây, giờ GMT, ngày 18 tháng 4 tức 12 giờ 54 phút 22 giây, giờ Hà Nội. Ngày 18 tháng 4 một trận động đất có độ lớn 4,5 độ Richter xảy ra, tại vị trí có tọa độ 14,713 độ Vĩ Bắc, 108,468 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Còn trong ngày 17 tháng 4, khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum xảy ra 5 trận động đất liên tục, với các độ lớn từ 2,7 đến 3,0.